các ninja rùa đã bị sát hại như thế nào. Người đầu tiên hy sinh là Raphael. Sau khi thấy sư phụ của mình trọng thương, Raphael đã một mình lao vào tấn công cả đội quân của tổ chức Foot Clan và rồi hy sinh. Leonardo và Casey Jones bị bất ngờ tấn công bởi cả một quân đoàn robot và để cho các em của mình chạy thoát được, anh đã chọn ở lại và giữ chân bọn chúng. Donatello và sư phụ Splinter sang Nhật để điều tra thêm về tổ chức Foot Clan, nhưng rồi bị dính mai phục và hy sinh tại đó. Cuối cùng chỉ còn lại Mikey chiến đấu với chùm cuối Hiroto sử dụng bộ giáp chiến đấu bằng nano. Mặc dù chiến thắng nhưng Mikey đã bị trọng thương và cuối cùng đoàn tụ với gia đình của mình ở thế giới bên kia.